Em ơi, em có biết trường tiểu học Cầu Giấy ở đâu không? Chỉ đường giúp chị với. Chị đi đến ngã tư rồi rẽ phải là đến ạ. Ok. À đợi chút đã. Chị qua đó 2 lần rồi mà không thấy. À, xe chị ở đằng kia. Bây giờ đi theo chị đứng giúp chị nhá. Khi có tin nhắn đến, rõ ràng tín hiệu của điện thoại vẫn tốt. Sóng và 3G đều có. Tại sao không dùng bản đồ? Chị ta nói đã đi qua chỗ đó 2 lần. Nhưng nhìn hướng chiếc xe, có thể thấy đã đỗ rất lâu rồi. Với lại, trường tiểu học Cầu Giấy nằm trên đường lớn, không hề bị khuất hay khó tìm, chỉ cần đi qua là có thể thấy. Khi mình đã chỉ hướng rõ ràng, chị ta lại vội vàng túm lấy tay mình, muốn mình đi cùng lên xe. Bố em kia rồi, em bảo bố em chỉ đứng giúp chị nhá. Các bạn thân mến, khi giúp đỡ người khác, các bạn phải chú ý đến sự an toàn của bản thân. Đừng để lòng tốt của mình bị người khác lợi dụng. Chị ơi, chị! Có chuyện gì thế cháu? Chú ơi, chị cháu bị cướp điện thoại. Chú báo cảnh sát giúp cháu nhá. Không cần đâu, để chú dẫn cháu đuổi theo. Đi. Không đúng, chú này cố ý không báo cảnh sát. Mắt cứ ngó nhìn xung quanh, khu này chẳng có người nào cả. Chú ấy cứ nắm chặt tay mình. Chết rồi. Chú ơi, nhìn kìa! Này! Sao anh lại để con mình đập xe người khác như thế? Con tôi đập thì nó làm sao? Mà đây là xe của cô à? Đi! Con của anh sao lại lôi kéo nó? Đừng nên xía vào chuyện của người khác. Còn tôi thì khuyên anh dừng lại đi. Có tin tôi báo công an không? Mày không mày. Em cảm ơn chị. Chị của em bị cướp điện thoại. Anh ta là em không quen. Anh ta là kẻ xấu đấy chị ạ. Em đúng là thông minh. Dù có chuyện gì xảy ra thì sự an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Bố ơi, con về rồi đây. Mình gọi rất to, không thấy bố đáp lại. Phòng ốc bừa bộn, rõ ràng đã có người lục lọi qua. Nhìn hiện trường thế này, chắc chắn đã có trộm lẻn vào. Nếu như mình không đoán nhầm, thì tên trộm vẫn còn trong phòng này. Mình phải nhanh chóng báo cảnh sát thôi. Chú ship cho cháu đồ ăn đến tầng 2, số 60 Dương Khuê chú nhá. Xin chào, chúng tôi là đường dây nóng 113. Hiện tại bạn đang gặp nguy hiểm nên không thể nói chuyện sao? Vâng, ít cay chú nhá. Chú xin luôn cho cháu. Ai nhờ con đặt đồ ăn đấy? Bố nấu cơm sắp xong rồi. Bố. Con giấy đâu rồi nhỉ? Các bạn, tuy hôm nay là một sự hiểu lầm, nhưng các bạn hãy nhớ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các bạn cũng phải bảo vệ an toàn mình thật tốt và tìm cách báo cho cảnh sát nhé. Chị ơi, chị chụp giúp em kiểu ảnh với. Có gì đó sai sai. Sao hai người kia quen nhau mà lại phải nhờ người khác chụp hộ nhờ? Con tôi. Này, chị ấy lấy điện thoại của ai đây? Đi ăn trộm ăn cắp à? Bỏ ra. Anh nghe anh. Anh đừng lấy con người ta thế hả? Có phải chiếc của mày? Anh ra. Tôi. Chị ơi, chị yên tâm đi. Hắn không thể thoát được đâu. Chị mau báo cảnh sát đi. Con tôi. Lúc cháu phát hiện ra sự việc có gì đó không đúng, cháu đã bật tín hiệu SOS trên điện thoại rồi. Đến lúc anh ta không để ý nhét vào xe đẩy, chỉ cần dùng điện thoại là chúng ta có thể định vị ra rồi. Hóa ra là thế, cảm ơn hai chú cháu nhé. Chúng tôi phải cảm ơn bé rồi. Đâu đưa chị xem nào. Ok, về thôi. Ai đây hả? Ba quản lý chung cư đây. Vâng, đợi tôi một chút ạ. Có chuyện gì thế hả? Chị đã nghe vụ hiếu sát xảy ra tại chung cư chưa? Dạ, tôi vừa nghe ạ. Thế chị có biết người trong bản tin là ai không? Chú ơi, nãy khi em cháu ra ngoài chơi cả ngày làm gì thấy ai đâu ạ? Vậy thôi, tôi làm phiền rồi. Ở dưới hầm để xe không phải anh ta sao? Sao em không để cho chị nói? Chị ơi, nếu chúng ta nói thì chúng ta gặp nguy hiểm đấy. Mà chị xem bây giờ mấy giờ rồi? Ban quản lý chung cư tầm này ta làm hết rồi. Làm gì có chuyện gõ cửa nhà mình. Rõ ràng họ nhắm vào chúng ta.
Này cháu gì ơi, chú nhờ cháu một chút nhá. Nhìn cháu với con của chú cũng xem tuổi nhau ấy. Chú muốn mua một món đồ chơi để tặng cho con của chú mà chú chả biết chọn gì cả. Cháu chọn giúp chú nhá. Được chưa ạ? Ở đằng kia ấy, chú thấy không? Cửa hàng đồ chơi. Chú cháu mình đi nhá. Vâng ạ. Chú ơi, sao mãi chưa đến thế ạ? Bây giờ mình rẽ qua khúc cua kia là tới thôi. Chỗ rẽ kia có vẻ vắng người thì lấy đâu ra tiệm đồ chơi nào? Mình không thể đi theo ông ta được. Nhưng mà xa quá chú ạ. Hay là mình mua ở chỗ này luôn đi chú. Mình cứ tới chỗ cua mua cháu ạ. Đồ chơi rẻ đẹp đây. Chị ơi, em muốn mua đồ chơi này ạ. Đồ chơi nhà chị đang khuyến mại, mua một tặng một đấy. Đây là hàng khuyến mại này tặng em. Cháu đã đi với chú rồi ấy, thì cháu cầm luôn đi. Sao đồ chơi này có mùi kỳ lạ thế nhở? Lúc người còn thấy chóng mặt nữa. Tại sao chị bán đồ chơi kia lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Lúc mình muốn hỏi mua đồ chơi thì nhét luôn quà tặng kèm vào tay mình. Như thể biết là mình không phải người mua đồ chơi nữa rồi. Nguy rồi. Chú ơi, cháu không nhận được đồ chơi này đâu ạ. Mẹ cháu đang đợi rồi. Cháu là chú. Ok. Chú ơi, anh lại ăn kỳ ghê, đã ăn bằng đũa rồi lại không ăn bao quả trứng ạ. Cháu mấy kỳ, thằng bé ăn bằng đũa hay là ăn mấy quả trứng thì liên quan gì đến cháu? Lo chuyện bắt đầu biết thôi, đi. Chú này hành xử thật thô bạo, trông biểu cảm của em ấy cũng không tình nguyện gì, mà tưới dường như chẳng quan tâm đến cảm nhận của em ấy. Anh lại ăn kỳ ghê, đã ăn bằng đũa rồi lại không ăn bao quả trứng ạ. Đũa à? Ba quả trứng. 113, tôi trên tàu chị ơi, em gái này đang gặp nguy hiểm. Chị mong muốn cảnh sát đi. Các bạn nhỏ ơi, khi thấy người lạ có hành động khác thường, các bạn phải thật chú ý, nhỡ đâu họ đang gặp nguy hiểm đấy. Chào anh. Chào bác chị em. Muộn thế này rồi còn sang nhà ăn cơm, thật là ngại quá. Hàng xóm với nhau cả mà, khách sáo gì chứ. Bác chị em vào nhà đi. Chị của Tôm này, nhà anh đang thích lắm. Em có thể chạy xuống mua giúp anh được không? Em đi trong. À Tôm ơi, trong phòng của chú có rất nhiều đồ chơi mà cháu thích đấy. Cháu có chơi thử đi. Có đồ chơi à? Để cháu vào xem sao. Hà này, cháu uống nước đi. Ôi, chú chết. Chú làm đổ nước ra người cháu rồi, để chú lau cho nhá. Sao đâu ạ? Thế thì ốm chết mất. Chú mới mua cho cháu bộ quần áo mới đây. Vào phòng thử cùng chú nhá. Cố ý dùng đồ chơi để tách mình ra. Đang yên lành thì chú này lại mua quần áo cho em mình làm gì chứ? Lại còn cố ý đổ nước lên người em mình nữa. Không ổn rồi, có nguy hiểm. Chú ơi, quần áo anh cháu ở nhà, để cháu đưa em ý về thay ạ. Làm thế làm gì cho phiền hả cháu? Không sao đâu ạ. Chị ơi, quần áo em Hà bị ướt, mình đưa em ý về thay chị nhá. Nếu người lạ đưa ra bất cứ lý do gì khiến các bạn không thoải mái thì các bạn hãy mạnh dạn từ chối nhé. Các cô chú phụ huynh nên chú ý, đừng vì cũng xảy ra với các em nhỏ. Mọi người không nên chủ quan đâu ạ. Này cháu ơi, cháu có thể giúp chú thử đôi giày được không? Thử giày ạ? Chú ấy cũng có một người con bằng tuổi cháu. Chú muốn mua đôi giày gửi về cho nó. Cháu thử giúp chú nhá, cửa hàng ngay đằng kia thôi. Kỳ lạ ghê, sao chú này chưa thanh toán giày mà được mang ra ngoài nhở? Chú này còn trẻ, chắc chắn con vẫn còn nhỏ, làm sao đi với đôi giày này được? Quan trọng nhất là chú ý chỉ về hầm gửi xe, không có cửa hàng giày nào ở đó cả. Cháu ơi, thử giúp chú đi mà, con chú đáng thương lắm. Trời lạnh thế mà chú tặng đôi giày này, con chú thật đáng thương khi có một người bố như chú. Áo đẹp đấy. Các bạn nhỏ chú ý, khi có người khác nhờ thử giày hoặc quần áo thì các bạn phải cẩn thận phán đoán thật giả để tránh mắc bẫy kẻ xấu.